Thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn thanh niên phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó, có thanh niên. Khắc ghi lời dạy đó của Người, tuổi trẻ Việt Nam luôn đi đầu và đi vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất, góp phần to lớn vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Và hôm nay khi cả nước đương đầu với đại dịch COVID-19 thì thanh niên vẫn là lực lượng đi đầu, xông pha nơi nước sôi lửa bỏng để bảo vệ nhân dân. Câu chuyện sau đây là một ví dụ. Gần một tháng qua, cùng với lực lượng y tế, công an, rất nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tình nguyện đăng ký lên đường vào tận tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh để đón và hỗ trợ những người dân Quảng Nam có nguyện vọng về quê tránh dịch. Biết là rất vất vả và cả hiểm nguy khó lường, nhưng không một ai lùi bước bởi tất cả đều hiểu lúc này bà con rất cần đến họ. Chứng kiến những cái cảnh mà phụ nữ mang thai này, trẻ em nhỏ chỉ mấy tháng tuổi, rồi có đứa thì 7-8 tuổi, thì mình thấy nó tội thì mình cũng nhiệt tình xông pha hết mực thôi. Làm được gì mình cứ làm giúp cho bà con quê hương mình mà đang trong cái cảnh ngặt nghèo khó khăn mà lại giữa tâm dịch của thành phố Hồ Chí Minh đó, thì bà con chúng ta về đây được đó, thì đó là một niềm vinh hạnh. Trên tinh thần thanh niên tình nguyện, việc gì khó có thanh niên, thì bởi vậy với quyết tâm đó thì mình thấy việc làm đó rất ý nghĩa, với lại cũng vô đón bà con từ sau quê hương về có những hoàn cảnh khó khăn, những bà già cụ neo đơn rồi, nên mình thấy những việc làm đó ý nghĩa nên mình tham gia những cái chuyến tình nguyện này. Tính đến nay, tỉnh Quảng Nam đã đón được hơn 3.000 người dân về quê. Trong suốt hành trình đưa đồng bào hồi hương, luôn có sự sát cánh của lực lượng thanh niên tình nguyện. Họ không chỉ là những cán bộ đoàn các cấp, mà còn là đoàn viên y tế, công an, quân sự. Hình ảnh áo xanh tình nguyện hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn đã làm ấm lòng, tiếp thêm sức mạnh cho người dân khỏi lo lắng trước dịch bệnh nguy hiểm. Thì mình có khó khăn gì thì họ sẽ gọi điện cho mình với bác sĩ. Có số điện thoại thì mình có gì mình ra hỗ trợ. Còn thì trẻ em thì mình, người già thì mình có thể mình dìu lên mình hỗ trợ họ đó. Chặng đường dài lại trong hoàn cảnh dịch bệnh bủa vây, tạo áp lực không nhỏ lên người dân và cả những thanh niên tình nguyện. Bởi chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khó lường. Dẫu vậy, ai cũng cố gắng hết mình để đưa mọi người về quê an toàn. Có thể nói rằng là áp lực 40 giờ ngồi trên xe thì các bạn đó thì cũng rất là áp lực. Tuy nhiên là các bạn đã kiểm soát cũng rất là tốt. Tham gia vừa là kiểm soát, vừa bố trí ghế ngồi, vừa hướng dẫn bà con và hỗ trợ ăn uống cho bà con trong suốt cái hành trình. Có thể nói với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ Quảng Nam đã thể hiện sự sẵn sàng và chủ động vào cuộc, góp phần thiết thực vào công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19, đem lại bình yên cho đất nước, cho nhân dân.